Anh trai ơi, đây em chọn cho anh 2 cây ạ. Thứ nhất là anh nhìn hoa đẹp lắm anh ơi. Hoa cánh kép nha, thơm lắm ạ. Một bông như này mà thơm ngát luôn đây này. Đấy, hoa rất là thơm, rất là đẹp luôn. Hai nữa là đây, dễ anh nhìn thì nó ra như này, còn nụ thì nhiều lắm. Đây là những cái bông tàn này. Nụ to này, nụ bé này, nụ bé này, nụ bé này. Nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều nụ. Hoa đây thì anh nhìn thấy rồi. Đây anh ưng thì em gửi chính xác 2 cái cặp chậu lấy luôn nhá. Chọn lựa hết rồi anh ạ. Cái cây bên này ấy thì là nó hơi thoát thân một chút. Đấy, ít nữa mà về là nuôi cao lên là nó sẽ có những cái gốc to rất là đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các chậu bạch thiên hương rất đẹp như này thì vui lòng alo thật sớm ạ. 0977973535 bạn nhé. Vận chuyển toàn quốc đảm bảo ạ. Cảm ơn các bạn.